Cố trưởng lão Hòa Thượng Thích Giác Khang là một vị chân tu thời hiện đại. Tuy đã viên tịch 10 năm nay nhưng những bài giảng của sư ông để lại cho hậu thế là một di sản. Hòa Thượng Thích Giác Khang sinh năm 1941, tên khai sinh là Tô Văn Vinh, quê quán tại tỉnh Bạc Liêu. Thân sinh của thầy là cụ Tô Khanh, thân mẫu là cụ Trần Thị Gián. Thầy được đi học tốt nghiệp tú tài và học cao đẳng sư phạm. Khi ra trường thì dạy học ở một ngôi trường thuộc cái Côn tỉnh Cần Thơ. Thời gian đi học, thầy có sở thích nghiên cứu về các nền tôn giáo khác nhau, trong đó có Phật giáo. Sau này, cảm nhận được lời Phật dạy qua câu "ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành", giúp thầy giác ngộ được đạo lý bình đẳng trong đạo Phật. Từ đó, thầy tiếp tục nghiên cứu và tìm hiểu sâu hơn về giáo lý Phật giáo, tham vấn nhiều chư tăng về sự xuất gia cũng như các kiến thức liên quan. Năm 1966, thầy Thích Giác Khang xuất gia theo hệ phái Khất Sĩ tại Tịnh Xá Dân Ngọc, tỉnh Trà Vinh. Thầy có hai bổn sư là Nhị Tổ Giác Chánh và Đức Trị Sự Giác Như. Từ năm 1968 đến 1983, thầy theo Nhị Tổ Giác Chánh đi hành đạo ở khắp các tỉnh miền Tây Nam Bộ. Thầy Giác Khang được học chân lý và hành trình trú dạ lục thời theo giáo lý Khất Sĩ của Đức Tổ Sư Minh Đăng Quang. Cũng trong giai đoạn này, thầy Thích Giác Khang thường xuyên vào định tam thiền, tìm chỗ vắng vẻ để nhập vào thiền định từ 7 đến 9 tiếng mỗi ngày, nghiền ngẫm thuần thục bộ chân lý. Nhưng trong quá trình học, thầy cảm thấy bế tắc về bát nhã, về con đường giải thoát và thấy tuyệt vọng vô cùng. Trong lúc chán nản, thầy nhìn trên kệ kinh, bất chợt thấy Duyển Đường Vào Hiện Sinh của Krishnamurti do Trúc Thiện dịch. Thầy Giác Khang đã đọc và giác ngộ được chân lý cao siêu của kinh Bát Nhã. Từ đó, thầy luôn tìm đọc những cuốn sách do Trúc Thiên hay cụ Mai Thọ truyền dịch. Năm 1983, thầy Giác Khang trở về Tịnh Xá Ngọc Vân do tình hình thời thế có sự thay đổi. Năm 1985, Đức Trị Sự Giác Như viên tịch, giao nhiệm vụ trụ trì cho Thích Giác Khang. Tại đây, trong các buổi cúng hội, thầy đã giảng giải chuyên đề về chân lý và dạy tu thiền định, thu hút rất đông các tăng ni Phật tử. Sau một thời gian giảng dạy, thầy Thích Giác Khang lâm trọng bệnh. Khi tỉnh dậy sau những ngày môn mê, thầy có suy nghĩ, trong thời buổi này tu pháp môn thiền tông thật khó mà đắc thành quả. Chính vì vậy, thầy nghĩ rằng pháp môn tịnh độ nếu hành đúng sẽ được giảng sanh về thế giới Cực Lạc, thì một đời sẽ thành Phật. Khi đó, thầy nhờ Phật tử thỉnh quyển kinh A Di Đà của Tri Húc Đại Sư. Thầy đọc được câu thơ "có thiền, có tịnh như cọp mọc thêm sừng" của Đại Sư Vĩnh Minh. Từ đó, thầy quyết định bước vào giai đoạn thiền tịnh song tu. Thầy Thích Giác Khang bắt đầu nghiên cứu về các kinh sách tịnh độ tông như Niệm Phật Tập Yếu của Thiền Tâm, Pháp Môn Tịnh Độ của Hòa Thượng Thích Trí Thủ, Lá Thư Tịnh Độ của Quang Đại Sư. Sau đó, thầy bắt đầu giảng thiền tông với tịnh độ tông cho tăng ni Phật tử. Trong bài giảng, thầy Giác Khang đặt ra 6 câu hỏi về pháp môn tịnh độ, Phật tử từng bước trả lời câu hỏi. Về sau, khi nhiều chùa thỉnh thầy về giảng pháp trong các ngày Phật thất, thầy Giác Khang đã thêm một câu hỏi nữa. Đến nay, 7 câu hỏi về pháp môn tịnh độ vẫn còn được sử dụng. Qua kinh Trung Bộ, thầy Giác Khang đọc được bài kinh 66, thấy Đức Phật giảng thực tế đi vào cuộc sống. Sau khi Đức Phật giảng xong, có 60 vị tỳ kheo đắc quả A-la-hán. Từ đây, mỗi ngày thầy đều thực hiện, phối hợp duy thức giảng bài kinh 66. Nhưng, thầy Giác Khang thấy lối giảng chưa được sáng tỏ, thầy tiếp tục tìm chỗ ẩn tu để suy ngẫm vào chiều sâu. Thầy tìm đến sư thức đang tu tịnh ở tỉnh Sa Đéc, vị sư được Nhị Tổ quan tâm và cũng là vị sư mà thầy thường hay nhắc đến trong quá trình giảng pháp. Trong quãng thời gian tịnh tu, thầy Thích Giác Khang đã đặt thêm 4 câu hỏi nữa, tổng là có 10 câu hỏi của bài kinh 66. Thầy rất tâm đắc đoạn kinh Đức Phật chỉ dạy ngài A Nan nhận lại bát nhã qua 6 căn trong lúc đánh chuông. Ngoài ra, thầy còn nghiên cứu kinh Thủ Lăng Nghiêm do bác sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám dịch. Khi kết thúc khá giảng lần 2, thầy nhận thấy vẫn còn nhiều điều chưa vừa ý nên đã đến tịnh tu tại Đà Lạt, do Phật tử tịnh giới cất cái cốc dưới thung lũng xa thành phố cho ngài. Trong thời gian này, thầy Thích Giác Khang thường xuyên đi vào rừng sâu, suối, thác gần để nương cảnh tạo tâm. Năm 2007, tăng ni Phật tử thỉnh thầy thuyết giảng bài kinh 66 lần thứ 3. Thầy Thích Giác Khang giảng bài kinh 66 phối hợp với kinh Nguyên Thủy, Đại Thừa. Thầy chọn kinh Thủ Lăng Nghiêm, Duy Thức, bộ sách của cụ Nghiêm Xuân Hồng, Pháp Môn Tịnh Độ lồng vào bài giảng kinh 66. Lần này, thầy đã giảng giải, đi vào chiều sâu của bát nhã, giúp mọi người có thể ứng dụng trong thực tế cuộc sống. Giai đoạn này, sức khỏe của thầy Thích Giác Khang bắt đầu có dấu hiệu giảm sút. Khi này, thầy đã định an trí và nói cho một Phật tử thuần thành là thầy sẽ chọn Sư Minh Hiệp làm người kế thừa sau khi viên tịch. Sư Minh Hiệp sẽ là người tiếp tục công việc hướng dẫn tăng chúng. Ngoài ra, thầy còn lo về thân để Phật tử tu thiền định dễ dàng.
để giúp người dân nghèo khó, thầy đã lập ra quán cơm gạo lớp từ thiện. Thầy Thích Giác Khang còn lo về tâm, lập ra ban hộ niệm để giúp đỡ những người sắp lâm chung được giảng sanh về thế giới cực lạc. Kết quả, có rất nhiều người được giảng sanh lưu lại xá lợi. Năm 2012, Phật tử thỉnh thầy Thích Giác Khang giảng bài kinh 66 lần thứ tư. Đợt giảng này thu hút rất đông tăng ni, Phật tử mới. Trong những buổi giảng đầu tiên, thầy đã đưa ra ba câu chuyện Tổ Bồ Đề Đạt Ma và Vua Lương Võ Đế, Sư Huyền Giác và Lục Tổ Huệ Năng, bảy trạm xe để trắc nghiệm lại trình độ Phật Pháp của Phật tử. Tháng 3 năm 2013, thầy định đi tịnh tu ở Đà Lạt nhưng có Phật tử lại thỉnh thầy đi chiêm bái thánh tích ở Đức Phật tại Ấn Độ. Khi trở về, thầy Thích Giác Khang lâm trọng bệnh. Trong năm ngày cuối đời, thân bệnh của thầy diễn biến từng bước như thầy đã giảng pháp qua ba thân để đưa đến cảm giác, tư tưởng như thế nào. Thích Giác Khang khi có lời mời Hòa Thượng Giác Giới là trị sự của khất sĩ giáo đoàn một đến để thầy trình bày rõ nguyện vọng đó là giao trụ trì lại cho Sư Minh Hiệp sau khi thầy viên tịch. Trong thời gian này, các chư thiên mời thầy giảng pháp lần cuối. Lúc thầy mở mắt ra, chúng Phật tử chăm sóc thầy hỏi rằng, hồi nãy sư nói gì mà chúng con nghe sư giảng bài kinh 66 rất rõ. Thầy nói rằng thầy đang giảng kinh ở cõi sắc. Khi Phật tử đòi đi theo thầy nghe giảng pháp ở cõi sắc giới, thầy nói rằng mấy ông làm sao mà nhập định được mà đòi theo. Đến tối ngày 29 và qua ngày 30 tháng 3 âm lịch, thầy bắt đầu đi vào cõi mông lung. Các máy đo không đo được nhịp tim và huyết áp của thầy nhưng thầy vẫn rất tỉnh táo. Sáng ngày 30 tháng 3, bác sĩ Tùng đến chăm sóc cho thầy và nói bây giờ tùy sư muốn chết thì chết, sư muốn sống thì sống, chứ mạch và huyết áp như thế này thì người thường đã chết từ lâu rồi. Lúc này, thầy cười và nói rằng, cảm ơn bác sĩ, làm phiền bác sĩ quá, không sao đâu. Gần đến 3 giờ chiều, thầy dặn dò tăng ni, Phật tử đôi điều rồi căn dặn tổ chức tang sự cho thầy thật đơn giản để không hoang phí tiền bạc. Thầy Thích Giác Khang viên tịch lúc 15 giờ 30 phút ngày 30 tháng 3 năm 2013. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.